Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã ghé đến kênh Nanny Official của mình nha. Hôm nay cùng mình khám phá xem cái hộp phá lấu 55.000 coi có cái gì mà sao nó mắc dữ vậy nha. Thì ở đây á, mình đi dạo một vòng ở trong chợ Hồ Thị Kỷ. Thì đối diện cái chỗ mà gần tiệm đồ nướng Phong Thấm với lại chân gà hầm ở mình quay á, thì mình thấy có cái xe phá lấu này nè, mình ghé vô mua thử. Thì mình hỏi bao nhiêu một phần, người ta nói là 55.000 một phần, cho nên ta nói hết hồn luôn. Rồi cái nói là có bán đem đi không, nói là bán đem đi thì một hộp là hai phần là 100 mốt lận, cái mình mới nói là có bán một phần không, thì người ta nói là có, nên mình có mua một phần 55.000 này các bạn. Thì hồi nãy có cái lá mía gì á, nhà mình không ăn lá mía nên là được cỡ một chén mấy cái lòng rồi các loại nè, với lại nước với một ổ bánh mì. Lúc đầu tính mua nhiều nhiều rồi lại cái chỗ kia ăn, thì lúc đó gì mình ăn mất tiêu rồi nên mình không có quay được, mình chỉ quay cái khúc mà mua cái phần 55.000 này thôi. Rồi bây giờ tiếp theo á là mình sẽ đi ăn cà lem này các bạn. À, mình không có đi ăn xe cà lem kế phá lấu đâu nha, mà mình đi tầm nửa đường chợ Hồ Thị Kỷ á, đối diện á là người ta có bán cái thịt xiên nướng phô mai rồi nè, rồi đối diện đây là có một cái xe kem, mình thấy để là xe kem mà có kẹp Singapore rồi kem ly đồ tùm lum hết trơn, rồi đây có bán nước đồ nữa nên ghé vô ăn. Ở đây thì mình thấy có kem phúc bồn tử nè, dâu, trái vải, kem bắp Việt Quốc, trà xanh, xoài, mứt, vani chip, cà phê chip, bạc hà chip, kem cầu vồng, kem cookie, rồi kem trái cây la la các loại. Mình á, thì chọn kem ly Việt Quốc nè các bạn, hai viên á, thì 30k, mà kem siêu dẻo luôn nha, không có bị găm đá đâu, ăn đến đâu là thơm béo và mịn đến đó luôn. Còn cái ly của bé Na con dì hai mình á, nếu mình nhớ không lầm là ly này là kem cookie gì nè, nhưng mà ăn nó cái vị nó không có ngon bằng cái kem Việt Quốc mà mình ăn. Đây nè các bạn, có kem kẹp Singapore mà hot hit ở ngoài phố đi bộ đồ, đã đổ bộ trong chợ Hồ Thị Kỷ rồi nha. Thì bữa đó mình đi á, nên không có mua cái kẹp ăn được, vừa đi vừa quay nên mình có mua thêm một ly là kem cầu vồng gì nè, cũng 30.000 hai viên luôn. Công nhận kem ở đây bán ngon, dẻo mà không có bị găm đá nha, siêu béo luôn. Nói chung là hơi ngọt so với mình, nhưng mà ăn rất là ổn áp luôn. Bạn nào thấy ngon thì ghé ăn thử nha, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nè.